Trước khi mà chúng ta chia tay đó, tôi xin dành vài phút trước tiên là cũng để ghi nhận công trạng cố gắng của các thuyết trình viên tại vì công đóng góp hiện nay đó là công lớn nhất của các bạn, và tôi nghĩ rằng có một quan điểm cần phải nói ngay với những người đang có mặt ngày hôm nay. Các bạn nhìn kỹ lại trong văn phòng của chúng ta ngày hôm nay, bạn sẽ thấy toàn là người Việt thôi. Bạn nhìn kỹ những thuyết trình viên đứng lên trên buổi hôm nay để nói chuyện với các bạn đó, các bạn sẽ thấy này, họ có một đặc tính chung, đó là những người chưa có nổi tiếng hoặc là không màng tới sự nổi tiếng. Điều thứ ba, các bạn sẽ nhìn thấy ngay một phong cách làm việc, đó là những thuyết trình viên họ nói về chính cái việc mình làm. Các thuyết trình viên không nói chuyện vĩ mô lý thuyết, những gì họ nói không phải là những thành quả để khoe khoang, toàn là những gì lung túng khó khăn thôi. Và theo tôi nghĩ, tôi không cần kể thêm bất cứ tính chất nào khác nữa, thì họ cũng đủ được xem là những người can đảm. Vì sao? Tôi có ít nhất vài lý do cho thấy là họ can đảm. Thứ nhất, họ phát họa lại cho chúng ta hình ảnh của tất cả các chuyên gia ở thời kỳ đầu. Không ai trở thành chuyên gia mà lại thành thạo ngay lúc đầu. Nếu giả sử họ có thuyết trình lắp bắp, nếu họ có nói về những khó khăn trong công việc, thì họ chính là hình ảnh đầu của các chuyên gia, trừ khi bản thân họ sau này không muốn làm chuyên gia. Chúng ta đã bước đi một cái bước về giải ảo hình ảnh chuyên gia. Khái niệm chuyên gia trong tâm lý trị liệu lại cần một cái bước giải ảo kế tiếp nữa, mà ở đây một số anh chị khi làm thuyết trình đã nói đến, đó là chúng ta không phải là chuyên gia dạy dỗ hoặc can thiệp hoặc sửa đổi bất cứ điều gì ở trong cuộc đời và trên con người của thần chủ cả. Chúng ta là chuyên gia, mà theo tôi nhấn mạnh là hai điều. Chúng ta là chuyên gia về cái tiến trình làm việc, có thể là lời nói, có thể là hình vẽ, có thể là sự hiện diện, có thể là những tương tác hoặc là chúng ta là một chuyên gia ở cái khía cạnh thứ hai cực kỳ quan trọng mà những bài thuyết trình càng về sau càng nhấn mạnh, đó là chuyên gia về cách thức làm việc trên bản thân mình. Đây là điều phải giải ảo về tâm lý trị liệu, bởi vì một số lớn các cái bài vở mà các bạn có học ở trong trường hoặc là được huấn luyện có thể làm cho chúng ta mơ hồ đẻ ra một cái ảo tưởng về con năng có quyền làm điều này điều kia trên cuộc đời của người khác, và đây chính là một cái thảm họa nếu chúng ta làm theo cái cách như vậy. Kiến thức hoặc kỹ thuật không phải là điều có tính quyết định, và tiến trình trị liệu là một tiến trình được đóng góp bởi hai phía, một là đến từ thân chủ của ta, hai là đến từ những nỗ lực làm việc của ta. Ta chuyên gia được tiến trình làm việc giữa hai phía, ta là chuyên gia làm việc về bản thân của mình, thân chủ là chuyên gia về vấn đề của họ. Và nếu hiểu được điều đó, chúng ta có mơ hồ và không tạo nên những ảo tưởng. Tôi xin truyền lại một cái ý mà rất nhiều lần tôi nói ở các nơi, cũng như mình nói bừa ở trên Facebook, tôi dùng chữ bừa bởi vì mình viết nó hơi điên điên. Đó là cái cách thức nhìn đời sống của một người đừng có mang cái vẻ bệnh lý hóa, tức là khoác lên trên cái khía cạnh đời sống hay cái tính chất kia của cái con người đó với những cái tên gọi mang nghĩa bệnh lý. Rồi trong lúc làm như thế, ta tưởng lầm rằng cuộc đời của ta nó nằm ở bên phía bình thường. Cái đó là thảm họa cho các bạn, cho những người làm như thế này. Thế thì một lúc nào đó ta lại sẽ có dịp nói về nhãn quan tinh vi bệnh lý hóa như tôi đã từng nói nhiều lần. Và tôi tin rằng trong một chục năm kế tiếp, nếu tôi còn sức làm việc, nếu tôi còn sức làm việc và nếu mà tôi vẫn có liên quan đến ngành này, thì tôi đoán rằng và tôi tin chắc là trong một chục năm kế tiếp nữa, tôi sẽ tranh luận với rất nhiều người về cái loại nhãn quan phi bệnh lý hóa.
bởi vì nó đối lập với cái khuôn hướng bệnh lý hóa đang càng ngày càng gia tăng trong cái đời sống hoạt động chuyên môn của thế giới chăm sóc sức khỏe tổng hợp. Nó về y khoa chung, y khoa về chăm sóc cơ thể rất rõ ràng, rất khách quan, còn y khoa về sức khỏe tâm thần hoặc là tâm lý điều trị rất là chủ quan. Và tôi sẽ không làm cho các bạn đói bụng thêm nữa bằng cách là phải cảm ơn các bạn đã cho phép tôi dừng lại ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều về sự hiện diện của tất cả mọi người.